Quỳnh Nga xin chào tất cả mọi người, tất cả các chị em có khỏe không ạ? Quỳnh Nga xin chúc cho tất cả các chị em sẽ luôn luôn có một à là tinh thần gọi là lạc quan cũng như là một đó, cái quãng thời gian thật là yêu đời và hơn hết là chúng ta phải luôn luôn xinh đẹp. Và ngày hôm nay thì Quỳnh nga xin được gửi tới mọi người một cái sản phẩm mà trong thời gian vừa qua nga đã cảm thấy rất là ưng ý khi tìm ra được bộ sản phẩm này, một cái bộ sản phẩm để giúp cho chị em mình luôn luôn xinh đẹp này, trẻ này và hơn hết là sẽ mất những cái tàn nhang hay là những cái lão hóa ở trên da của mình. Và trong cái thời gian vừa qua ấy, thì có rất là nhiều người hỏi Quỳnh nga rằng là làm thế nào để giữ trong mình có một cái làn da luôn luôn À, khỏe mạnh cũng như là căng bóng như thế này Bởi vì Quỳnh Nga thì là diễn viên Thường xuyên phải make up Có những ngày mà Nga phải make up gần như là Gần 24 tiếng vì là quay từ sáng sớm Cho đến đêm lận Cho nên là làm cho cái làn da của mình trở nên gọi là Bị à, hao tổn đi rất là nhiều Và có những lúc thì Nga cảm thấy bị à, gọi là Stress luôn vì có những cái đám tàng nhang Ở trên da hay là những cái vết mụn nữa Làm cho mình cảm thấy à, rất là buồn Khi mà đi làm việc Và trong cái thời gian vừa rồi thì Nga bất ngờ tìm được một bộ sản phẩm cực kỳ ưng ý đến từ Nhật Bản và ngay bên cạnh ngay đây chính là cái bộ sản phẩm đó gồm có 6 sản phẩm và sản phẩm đấy mang tên là Kayoko Plus mọi người ạ. Mọi người có thể nhìn thấy với cái à, bộ sản phẩm này thì hết sức là sang trọng cũng như là tinh tế lịch sự đúng không? Bản thân Nga thì mỗi lần mà Nga đi du lịch hay là đi công tác thì Nga cũng muốn rằng là mang một cái bộ sản phẩm nào đi nó có đầy đủ tất cả những cái tính năng để mình có thể sử dụng. Đầu tiên thì mọi người nhớ cho nga là muốn có một làn da khỏe mạnh thì mọi người phải dùng sữa rửa mặt. Đó một là một cái sản phẩm chắc chắn là không thể thiếu được rồi đúng không ạ? Và đây chính là cái Sữa rửa mặt của Kyoko Plus Mọi người có thể thấy là với cái sản phẩm Hết sức là đẹp Cái nắp chai còn làm như là cái viên kim cương vậy Và mỗi lần mình dùng thì mình chỉ cần dùng Một hạt động để mình tạo bò Sau đó mình dùng ở trên mặt và thôi Và cái sữa rửa mặt này thì sẽ giúp Da của mình trở nên loại bỏ tất cả những cái bụi cặn bã, bã nhờn ở dưới da và làm sạch mụn cũng như là làm cho cái da của mình trở nên thông thoáng hơn và sau cái bước này thì có một cái bước cũng rất là quan trọng đó chính là mọi người phải dùng, sử dụng toner mọi người nhé đây đây là cái lọ toner của bộ sản phẩm Kayoko Plus này mọi người thấy sao ạ cái lọ của nó quá ư là xinh đi nga thấy rất là thích cái phần viền này này cảm giác như là rất là nhiều những cái hạt kim cương đứng ở đây vậy khi mà khi mọi người dùng cái lọ sản phẩm này thì khi mà mọi người sau khi rửa mặt xong ấy thì chắc chắn là mọi người phải dùng cả tôn toner mọi người nhớ nó là nước hoa hồng đấy sẽ giúp cái làn da của mình trở nên thu lỏ nhỏ lỗ chân lông lại và cái sản phẩm này thì nó có rất là chứa rất là nhiều những cái thành phần giúp da của mình trở nên sáng hơn, mịn hơn và lỗ chân lông của mình trở nên nhỏ hơn mọi người nhé và sau khi mọi người dùng toner nước hoa hồng thì mọi người phải dùng đến serum đó là cái bước làm cho da của mình trở nên cân bằng cũng như là làm da của mình trở nên chống lão hóa thì nga xin giới thiệu với mọi người cái lọ serum mà nga rất là cảm thấy rất là hài lòng đó chính là cái lọ của kyroco plus này thì khi mà mọi người dùng ấy thì mọi người chỉ cần lấy một lượng vừa đủ thôi cái mùi của nó rất là thơm và hơn hết ý là ở trong cái tinh chất serum này thì nó có chứa vàng 24k khi mà mọi người chỉ cần lấy serum ra là mọi người có thể nhìn thấy và mọi người được biết là Vàng 24K thì nó là một cái hoạt chất giúp da trở nên trẻ hóa cũng như là chống lão hóa rất là nhiều. Với bản thân Nga thì Nga muốn là cái da của mình trở nên căng mọng và hơn hết là những cái vết nhăn ở đuôi mắt như mọi người có thể nhìn thấy là Nga hoàn toàn không có một chút nhăn nào ở đuôi mắt khi mà dùng serum thì nó cải thiện tất cả cái vùng nhăn của mình rất là nhiều đấy mọi người ạ. Và tiếp theo Nga sẽ giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm nữa mà nếu như da đường ban ngày ấy mà các chị em thiếu thì Nga đảm bảo luôn là mọi người sẽ bị nám rất là nặng. Đó chính là kem chống nắng mọi người nhé làm gì thì làm trước khi mà mọi người đi ra khỏi nhà thì mọi người cũng phải dùng kem chống nắng cho nga mọi người nhé và trong cái lọ kem chống nắng của kajoko plus này thì mọi người ơi mọi người có biết là nó chứa cái gì không nó chứa bột ngọc chai nó làm cho cái da của mình sáng lên và hơn hết là đây nga sẽ thử ra tay một chút nó có một chút à, gọi là à, dưỡng để làm cho cái da của mình trở nên nâng tông hơn và với những người mà nhiều khi là bận ý mà muốn đi ra đường nhanh thì nga chỉ cần bôi một chút như thế này thôi Mọi người thấy là nó đã nâng tông rất là nhiều so với cái vùng da nga không có kem chống nắng chưa đấy chính là cái um, gọi là bí quyết mà mọi người muốn ra đường nhanh mà không cần phải trang điểm kỹ càng đấy và hơn hết ý thì cái độ sps của cái lọ kem chống nắng này nó có chứa là 50 cộng cộng rất là cao cho nên là mọi người đi ra đường thì mọi người nhớ là ban ngày là mọi phải tuyệt đối phải bôi cái lọ kem chống nắng ngay cho nga nhá và bây giờ ý, thì đến một cái lọ mà nga nghĩ rằng là nga cảm thấy ưng nhất nhất ở trong cái bộ sản phẩm này đó chính là lọ kem trị nám Kayoko plus này lọ này thì mọi người có thể dùng ban ngày hoặc là buổi đêm nhưng nếu mà ai bị nám nhiều ấy thì mọi người nhớ cho nga làng dùng cả ngày cả đêm còn nếu như ai mà chỉ gọi là bị hơi hơi thôi thì mọi người chỉ cần dùng ban đêm thôi còn ban ngày thì mọi người sẽ dùng cái lọ kem ban ngày mọi người nhé để nói kỹ hơn về cái lọ này Bởi vì Nga ưng nhất cái lọ này bởi vì sao Bản thân Nga được trước khi mà đi quay phim ý, Thì với cái ánh đèn Ở trường quay cũng như là ánh đèn Của mặt trời thì nó làm cho cái làn da Của mình bị nám ở hai bên gò má Và như mọi người biết nếu như mà Chỉ cần bị nám một chút thôi Thì đi đâu cũng cần phải trang điểm rất là đậm Thì mới có thể che được những cái vết nám đó Thì tự nhiên làm cho mình cảm thấy bị hơi tổn thương cũng như là bị tự tin một chút với tất cả các chị em khác nhưng mà khi nga biết đến cái lọ kem trị nám kayoko plus này thì ôi trời ơi nga cảm thấy rằng là chỉ cần sau hai đến ba tuần thôi thì cái làn da của mình nó đã đỡ nám đi rất là nhiều rồi và có một cái nữa là cái mùi ở trên cái lọ kem này thì nó được chiết xuất để dùng cho mình đặc trị và nó sẽ làm cho cái làn da của mình trở nên thay sắc tố và với những chị em nào mà nếu như chỉ cần chăm chỉ dùng đều một chút sáng tối ngày hai lần thì nga cam kết với mọi người chỉ cần sau khoảng 3 tuần thôi làn da của mình nó sẽ trở nên khác hẳn với cái làn da cũ của mình đây ạ và bây giờ thì sẽ đến cái lọ này đây đây là cái lọ kem dưỡng da ban ngày và như mọi người biết là ban ngày thì rất là nhiều chị em là chỉ có bôi mỗi kem chống nắng không thôi thì đôi khi cái làn da của mình rất là bị mốc này bị khô này thiếu sức sống thì mọi người trước khi mọi người dùng kem chống nắng thì mọi người dùng cái kem dưỡng da ban ngày mọi người nhé thì kem dưỡng da ban ngày thì có những cái hoạt chất giúp da của mình trở nên sáng bừng hơn trắng hơn và hết nó cũng sẽ làm cộng hưởng với cái kem chống nắng làm cho cái da của mình đỡ bị bắt tia uv làm cho làn da của mình trở nên sáng hơn bị hơn và với những cái người mà thường xuyên phải trang điểm như nga ấy, thì khi mà nga biết đến cái bộ sản phẩm Kayoko Plus này thì nga đã cảm thấy rất là hài lòng và cảm thấy tin tưởng hoàn toàn và cũng có nhiều chị em nói với nga rằng là nếu như mà bản thân đã có sữa rửa mặt rồi đã có toner rồi thì em có thể mua riêng cái sản phẩm trị nám được không? thì nga xin nói mọi người luôn rằng là trước đây ấy, thì cái bộ sản phẩm này họ chỉ bán nguyên bộ như này thôi nhưng mà vì là cái nhu cầu mua của các chị em nhiều quá vì tất cả các chị em thì dường như là cái bị nám và tàn nhan thì dường như là hơi nhiều Cho nên là công ty ở bên Nhật Bản đã sản xuất ra riêng một cái hộp trị nám Dành riêng cho tất cả các chị em để có thể dùng cái sản phẩm này riêng Đây ở trong này thì nó có một cái lọ sản phẩm riêng như thế này mọi người có thể nhìn thấy Thì khi mọi người mua sản phẩm này thì mọi người nhớ cho Nga rằng là ở trên cái hộp sản phẩm Thì có một cái tem màu xanh như này của công ty trách nhiệm hiệu hạn Minh Hòa Mọi người chỉ cần để ý kỹ bởi vì tất cả những sản phẩm tốt ý, thì Nga cũng rất là lo sợ rằng là sẽ có những cái cái nơi họ sản xuất những cái sản phẩm nhái làm ra không đúng chất lượng mọi người mua phải thì lại không không có yên tâm thì mọi người nhớ là cái tem xanh này rất là quan trọng mọi người nhá mà cứ để ý có cái tem xanh này là mọi người mua cho nga và nhớ rằng là tất cả các chị em sau khi dùng cái sản phẩm này xong thì nhớ rằng là nếu như mà da đẹp hơn da gọi là trong vắt và như là Nga đang sử dụng ấy, thì mọi người nhớ đừng quên cảm ơn Nga nhé và hy vọng là tất cả các chị em sẽ có một cái tip chăm sóc cũng như là dưỡng da cho bản thân mình và chúc các chị em luôn luôn xinh đẹp luôn luôn tự tin và tự chủ với bản thân mình nhé